Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số nội dung chính sau đây. Để đáp ứng nhu cầu tìm tòi học hỏi của một bộ phận người Việt đang ở nước ngoài cũng như người nước ngoài về bấm huyệt cổ truyền Việt Nam, khóa học mang tên Thập Chỉ Liên Tâm, phương pháp ứng dụng nhiều kỹ thuật bấm huyệt tiên tiến của thế giới, trong đó nổi bật là bấm huyệt cổ truyền Việt Nam, đã được tổ chức tại Cộng hòa Liên bang Đức. Khóa học diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2016 tại thành phố Gassen của Đức do bác sĩ, nhà cảm xạ Dư Quang Châu hướng dẫn. Lớp học đã thu hút được hơn 50 học viên tham gia, bao gồm các bà con sinh sống, làm việc toàn Liên bang Đức cùng một số người dân Đức. Thập Chỉ Liên Tâm ứng dụng chính thủ pháp bấm huyệt thập chỉ đạo của cố lương y Huỳnh Thị Lịch, một trong những thần y về bấm huyệt của Việt Nam. Phương pháp có hiệu quả rất tốt trong một số chứng như là đau lưng, đau chân, đau dây thần kinh tọa, tự kỷ, di chứng tai biến mạch máu não và có thể hỗ trợ cải thiện các bệnh nội tạng. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.